chào quý vị và các bạn. Rét tê tái là cảm nhận chung của người dân miền Bắc những ngày này, đặc biệt là với những người phải đi làm sớm, những người di chuyển trên các tuyến đường và cầu trên cao. Thực tế thì rét đậm đã bao trùm lên toàn miền Bắc với nền nhiệt trung bình ngày dưới 15 độ. Những điểm vùng núi phía đông như là ở tại khu vực Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn còn xảy ra rét hại với nhiệt độ trung bình ngày ở dưới 13 độ. Nhiệt độ thấp kết hợp với tiết trời âm u, không một chút nắng và gió đông bắc liên tục thổi đã khiến cho thời tiết càng trở nên rét buốt hơn. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, bắt đầu từ ngày hôm nay khi mà khối khí lạnh và cả dòng xiết gió Tây gây mưa suy yếu dần thì mưa sẽ dứt hẳn, mây giãn bớt và có khả năng một vài nơi sẽ hửng nắng yếu. Nhiệt độ sẽ tăng lên mức là từ 12 đến 14 độ vào sáng sớm và lên tới 17 đến 19 độ vào trưa chiều, bầu không khí bớt giá buốt hơn. Như chúng tôi cũng xin lưu ý là thời tiết chỉ ấm hơn so với tiết trời mưa và rét đậm ngày hôm nay. Chứ với mức nhiệt độ 18 đến 19 độ thì vẫn ở trong ngưỡng trời rét. Do vậy chúng ta vẫn cần phải mặc ấm, quàng khăn và đặc biệt là với trang phục của trẻ nhỏ khi đến trường. Nhất là thời điểm sáng sớm cần phải đeo khẩu trang để tránh gió lạnh. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay vẫn là một ngày giá rét dù nền nhiệt độ nhích nhẹ lên khoảng 2 đến 3 độ so với hôm qua. Sáng sớm từ 4 đến 6 giờ sáng, thời điểm trời rét nhất với mức nhiệt độ vào khoảng 14 đến 15 độ. Phải sau 8 giờ, nhiệt độ mới có cơ hội là nhích nhẹ lên rõ ràng hơn. Và đến gần trưa, khi trời hửng sáng, một vài nơi nắng yếu thì nhiệt độ cao nhất có khả năng sẽ chạm tới ngưỡng là 18 đến 19 độ. Tuy nhiên, từ sau 17 giờ chiều khi mà gió bắt đầu thổi mạnh trở lại thì trời lại rét đi nhanh chóng, mức nhiệt về đêm lại hạ xuống khoảng 4 đến 5 độ nữa. Chỉ có một tín hiệu tích cực là tiết trời khô ráo hầu như không mưa sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Trở xuống miền Trung, hôm nay cùng với quá trình ổn định sau suy yếu của khối khí lạnh thì hoạt động của trường gió đông bắc trên khu vực cũng yếu hơn. Những cơn mưa vì thế cũng có xu hướng là giảm xuống, chỉ còn tập trung chính tại các tỉnh ven biển từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Bình Định, Phú Yên. Tuy nhiên, đáng lưu ý là tiết trời rét bao trùm các tỉnh phía Bắc miền Trung, với nền nhiệt độ ngày đêm tương đồng với các tỉnh thành ở tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến khu vực Phú Yên, nhiệt độ có phần cao hơn đôi chút, phổ biến là từ 22 đến 24 độ. Khu vực còn lại bao gồm các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, do là trời ít mưa và có nắng, nên nhiệt độ nơi đây khá là cao, phổ biến là từ 27 cho đến 30 độ. Cái lạnh phương Bắc cũng đã nhen nhóm ảnh hưởng tới phương Nam với biểu hiện là nhiệt độ giảm nhẹ vào lúc sáng sớm. Tại Tây Nguyên chỉ là từ 14 đến 17 độ, còn Đông Nam Bộ nhiệt độ là từ 19 cho đến 22 độ. Do vậy nếu phải ra đường vào thời điểm này thì người dân phía Nam nên khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng để tránh hơi lạnh. Ngoại trừ lưu ý đó ra thì thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ vào ban ngày nhìn chung khá là lý tưởng cho các hoạt động sản xuất trong ngày đầu tiên của tuần mới. Với tiết trời nắng ráo và nền nhiệt độ khá cao ở vào ngưỡng là trên dưới 30 độ C. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở tại khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa và khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Vũng Tàu cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, có lúc trên 3 mét, biển động. Do vậy, các hoạt động của tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý. Như vậy là nhiệt độ các tỉnh miền Bắc bắt đầu tăng nhẹ từ ngày hôm nay, nhưng mà tiết trời nhìn chung là vẫn còn rét buốt. Tại Trung Bộ thì mưa bắt đầu giảm dần, trong khi các tỉnh phía Nam cũng cảm nhận tiết trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.